Bây giờ bắt đầu qua phẩm Đà La Ni. Phẩm thứ 26 tên là Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch có hai, một gọi là tổng trì, hai gọi là thành chú. Tức là tổng trì là giữ, tổng là tất cả, tức là cái Đà La Ni là cái gồm tất cả, gom tất cả lại, cho nên gọi là tổng trì. Còn cái dịch nghĩa là thành chú, tức là cái lời chú nó rất là nhiệm màu, cho nên gọi là thần chú. Mà phẩm này á, là tới cái phần phá hành ấm. Hành ấm tức là Bồ Tát tu từ thất địa đến bát địa. Mà trong kinh thường nói Bồ Tát tu tới bát địa thì phá cái hành ấm. Mà cái hành ấm nó rất là tế nhị, như cái ý chí của mình, nó gọi là hành, là thọ, tưởng, hành. Tưởng thì mình dễ thấy, còn cái hành này nó là một cái gì nó nhẹ nhàng, nó vi tế ở trong, cho nên khó thấy. Bởi vậy cho nên mình tu mình phá cái tưởng ấm nó còn dễ, tới cái hành ấm này nó tế nhị quá, cho nên khi mà dứt tưởng ấm qua hành ấm rồi, mình cảm thấy như tâm mình nó đã trong sạch, nó đã trong sạch, mà đã trong sạch cho nên rồi mình không còn có cái niệm tiến lên nữa, mà muốn an trú nơi đó, cho nên nhị thừa tới đây gọi là niết bàn. Còn người mục chăn trâu thì tới đây là mục mấy? Mục thứ 8, mất cả trâu và chăn, trâu chăn đều hết, thì chỗ đó nó tế nhị quá. Mà nói theo sách thiền á, gọi là đầu sào trong trưởng á, nó là tới đầu sào trong trưởng mà lên tới mức cái đó rồi không biết làm sao, mà nó phải nhảy khỏi đầu sào trong trưởng thì mới là cái người anh kiệt, chứ còn mắc kẹt cái đầu sào trong trưởng là bị chìm nha. Vì vậy mà tới cái chỗ này đó là phải nhờ cái sự gia hộ của chư Phật chư Bồ Tát lớn để mà giúp mình vượt qua cái chỗ chìm này. Bởi vậy cho nên tới phẩm này á, thì là biểu trưng cho thần chú. Vì thần chú nó có hai nghĩa, một là cái tiếng Phạn đọc tâm mình nó không có nghĩ, không có suy gẫm gì được hết, cho nên khi đọc đó mà tâm vẫn an nhiên, gọi là để trừ cái lặng lẽ mà nó tế nhị của hành ấm. Hai nữa, thần chú là sự gia bị của chư Phật chư Bồ Tát để giúp cho mình vượt qua cái chỗ chìm mắc kẹt ở cái địa vị thứ 8 của Bồ Tát đó. Vì vậy cho nên tới đây nói tới cái thần lực của thần chú. Nếu mình không hiểu mình tưởng là mấy thần chú này là để cứu hết mọi tai nạn, chứ còn thực ra đây là để nói lên cái sự gia hộ của chư Phật chư Bồ Tát giúp người tu vượt qua khỏi cái chỗ mà mắc kẹt do không còn có những cái tâm niệm lăng xăng, chỉ còn cái yên lặng trống rỗng, mình tưởng chỗ đó là niết bàn cho nên dễ mắc kẹt. Cho nên quý vị thấy tu mà tới một thứ 8 rồi trâu hết chăn hết, chúng ta không biết làm sao tu nữa, phải không? Nếu là còn trâu thì mình chăn nó được, dịch trâu hết mà người chăn cũng hết, từ lúc đó làm sao? Cho nên chỗ đó là cái chỗ rất khó, mình vượt qua được cái đó rồi mới tiến vào nhập Phật quốc được đó. Cho nên chỗ này là cái chặng khó. Bây giờ tôi đọc. Lúc bây giờ ngài Diệu Hương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân hay thọ trì được kinh pháp qua này, hoặc đọc tụng thông lệ, hoặc biên chép quyển kinh, được bao nhiêu phước đức? Phật bảo ngài Diệu Phương: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường 800 muôn ức na gia tha hằng hà sa các đức Phật, ý ông nghĩ sao? Người đó được phước đức có nhiều chăng? Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân ở nơi kinh này có thể thọ trì, nhẫn đến một bài kệ 4 câu, đọc tụng giải nghĩa đúng như lời mà tu hành, thời công đức rất nhiều. Ở đây lặp lại để nói lên cái người tu mà thọ trì kinh pháp qua
hay là người tu mà trở về tri kiến Phật. Thì nếu mà trở về tri kiến Phật thì thật ra công đức sánh với những cái công đức có hình có tướng kia thì bao nhiêu cũng không bị nổi hết. Vì vậy cho nên nói rằng thọ trì chừng 4 câu, đọc tụng thọ trì 4 câu rồi giải nghĩa đúng như lời tu hành thì công đức không thể kể. Đó là để mở màn, để rồi các nhà pháp tâm ủng hộ. Lúc đó Ngài Diệu Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa chú Đà La Ni để gìn giữ đó. Liền nói chú rằng: Thế Tôn, thành chú Đà La Ni này là của 62 ức hằng hà sa các đức Phật nói. Nếu có người xong quỷ vị pháp sư này thì là xong quỷ các đức Phật rồi. Lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen Diệu Vương Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, Diệu Vương ông thương xót muốn ủng hộ vị pháp sư đó nên nói chú Đà La Ni này được nhiều lợi ích ở nơi các chúng sanh. Thì như vậy thần chú này là cái của chư Phật chứ không phải của Bồ Tát tự tạo, mà đó là vì thương xót ủng hộ cái pháp sư. Pháp sư tức là người tu tới chỗ này mắc kẹt. Thì như vậy rõ ràng là nói sự gia trì, sự ủng hộ của chư Phật để cho cái vị tu mà tới cái địa bát địa này vượt qua khỏi cái chỗ mắc kẹt. Lúc bây giờ Ngài Võng Thí Bồ Tát là bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói chú Đà La Ni. Nếu vị pháp sư đó được chú Đà La Ni này, hoặc Dạ Xoa La Sát và Phú Đơn Na, hoặc Kiết Giá, hoặc Cư Bàn Trà, hoặc Nhã Quỷ vân vân, rình tiền chỗ dở của pháp sư không thể được tiện lợi. Liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Thế Tôn, thành chú Đà La Ni này của hàng hà sa các đức Phật nói cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xong quỷ vị pháp sư này thời là xong quỷ các đức Phật đó rồi. Thì đây cũng là như cái ý nghĩa trên, nghĩa là gia hộ cho cái người pháp sư đương tu theo cái pháp hoa mà đi tới cái giai đoạn này. Mấy giờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương vì vị trời hộ đời bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì thương tưởng chúng sanh ủng hộ vị pháp sư đó mà nói Đà La Ni này. Liền nói chú rằng: Thế Tôn, dùng thành chú này ủng hộ pháp sư, con cũng tự phải ủng hộ người trì kinh này, làm cho trong khoảng trăm do tuần không có các điều tai hoạn. Thì như vậy là những quý vị đều phát tâm ủng hộ cái người pháp sư này. Bây giờ Trì Quốc Thiên Vương ở trong hội này cùng với gần muôn ức Na Do Tha chúng càng pháp bà cung kính vây quanh đến trước chỗ Phật, chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng dùng thành chú Đà La Ni ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa. Liền nói chú rằng: Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này là của 42 ức các đức Phật nói. Nếu có người xong quỷ vị pháp sư này thời là xong quỷ các đức Phật đó rồi. Như vậy thì sự ủng hộ là sự ủng hộ Phật, cho nên ai mà không có giúp đỡ đó là không có biết trung thành với Phật. Bây giờ có những la sát: một tên Lam Bà, hai tên Tỳ Lam Bà, ba tên Khúc Sĩ, bốn tên Hoa Sĩ, năm tên Hắc Sĩ, sáu tên Đa Pháp, bảy tên Vô Uyển Túc, tám tên Trì Ảnh Lạc, chín tên Cao Đế, mười tên Đoạt Nhất Thiết Chúng Sanh Tinh Khí. Mười vị la sát nữ đó cùng với quỷ tử mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật đồng tiếng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa, trừ sự khổ hoạn cho người đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của pháp sư thì làm cho chẳng được tiện lợi. Liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Thà là trời ào lên đầu chúng con, chớ đừng não hại pháp sư, hoặc Dạ Xoa, hoặc La Sát, hoặc Ngạ Quỷ, hoặc Phú Đơn Na, hoặc Kiết Giá, hoặc Tỳ Đà La, hoặc Kiền Đà, hoặc Ô Ma Lạc Đà, hoặc A Bạc Ma La, hoặc Dạ Xoa Kiết Giá, hoặc Nhân Kiết Giá, hoặc Quỷ làm nóng, làm bệnh nóng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc đến bảy ngày, hoặc làm bệnh nóng luôn, hoặc hình trai, hoặc hình gái, hoặc hình đồng nam, hoặc hình đồng nữ, nhẫn đến trong chiêm bao cũng lại chớ não hại. Liền ở nơi trước Phật mà nói kệ rằng: Nếu chẳng thuận chúng ta não loạn người nói pháp, đầu vỡ làm bảy phần như nhánh cây a lê,
như tội giết cha mẹ, cũng như quả ép dầu, công lường khi dối người, tội điều đặt phá tăng. Kẻ phạm pháp sư đây sẽ mắc quả như thế. Những la sát nữ nói kể đó rồi, bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh này, làm cho được an ổn, lìa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc. Bởi vì thường thường ở trong nhà thiền nói rằng tới đây mà mắc kẹt, tức là chìm trong biển độc, cho nên ở đây thấy là tiêu diệt hết các cái thuốc độc. Phật bảo các la sát nữ hay thai thai các người chỉ có thể ủng hộ người thọ trì trên kinh Pháp Hoa, phước chẳng thể lường được rồi, huống là ủng hộ người thọ trì toàn bộ cúng dường quyển kinh, hoa hương chuỗi ngọc, hoa hương bột, hương xoa, hương đốt, phan lọng, kỹ nhạc, thắp các đèn, đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu bông tô ma na, đèn dầu bông chim bạc, đèn dầu bông bà sư ca, đèn dầu bông ưu bát la, nghìn trăm thứ cúng dường như thế. Cao đế các người cúng cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ những pháp sư như thế. Lúc nói phẩm Đà La Ni này có 68.000 người được vô sanh pháp nhẫn. Như vậy thì kết thúc cái phẩm này là để nói lên khi mà chúng ta tu, hay là những vị Bồ Tát tu mà tới cái chỗ đệ bát địa, tức là phá cái hành ấm, thì khi phá hành ấm thì tới cái giai đoạn nó tế nhị, nó yên tĩnh, mà yên tĩnh trong cái còn sao xuyến, cho phải yên tĩnh tuyệt đối, mà mình lầm tưởng là yên tĩnh tuyệt đối rồi, cho nên cho đó là niết bàn, rồi an trú ở đó mắc kẹt thoát lên không nổi. Vì vậy mà được sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát để giúp cho mình tiến lên qua khỏi cái chỗ mắc kẹt đó. Vì vậy mà đây gọi là Đà La Ni, là thần chú để ủng hộ. Đó là cái phần của cái phẩm này. Thì như vậy chỉ còn một kỳ nữa là xong hết cái quyển Pháp Hoa. Thì bữa nay trễ rồi, thì có ông thầy hỏi rằng Ngài Văn Thù là bảy thầy của bảy Đức Phật, thì sao không hiểu cái điều mà hoa sen của Bồ Tát Diệu Âm hiện ra đó, phải hỏi Phật mới biết. Thì tôi lẽ ra thì nói dài, nhưng đây chỉ nói ngắn một chút thôi. Bởi vì Bồ Tát Văn Thù thì căn bản trí, chứ không phải phân biệt trí hay sai biệt trí, cho nên biết những cái căn bản mà không biết những cái diệu dụng mà biến ra, cho nên nó diệu dụng vì vậy không biết. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử công đức khổ cập nhất nhà thế nhà đặng giữa chúng mà tâm gian còn thành Phật thứ 27, tên là Diệu Trang Nghiêm Phương Bổn Sự, tức là cái việc trước của vua Diệu Trang Nghiêm, những công hạnh tu hành ở đời trước như thế nào ở đây thuật lại, cho nên gọi là bổn sự. Lúc bấy giờ Phật bảo hàng đại chúng rằng: Về thuở xưa cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghì A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, nước đó tên Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên Hỷ Kiến. Trong pháp hội của Phật đó có vị vua tên Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua tên Tịnh Đức, có hai người con, một tên Tịnh Tạng, hai tên Tịnh Nhãn. Hai người con đó có sức thành thông lớn, phước đức trí huệ, từ lâu tu tập đạo hạnh của Bồ Tát, những là
thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật, trí huệ ba la mật, phương tiện ba la mật, từ bi hỷ xả, nhẫn đến 37 phẩm trợ đạo pháp phải đều rành rẽ suốt thấu, lại được các môn tam muội của Bồ Tát, nhật tinh tú tam muội, tịnh quang tam muội, tịnh sắc tam muội, tịnh chiếu minh tam muội, trường tra nghiêm tam muội, đại khoai đức tạng tam muội, ở nơi các môn tam muội này cũng đều thấu suốt. Đoạn này là thuật lại cái việc thuở xưa từ Đức Phật Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí ra đời, thì khi trong nước đó có một vị vua tên là Diệu Trang Nghiêm, thì nhà vua có một bà phu nhân tên là Tịnh Đức, hai người con tên là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Nhờ hai người con này trước biết đạo cho nên hướng dẫn nhà vua và phu nhân trở về với Phật pháp, và nhất là nhà vua. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy có bốn nhân vật quan trọng là nhà vua Diệu Trang Nghiêm, phu nhân Tịnh Đức và hai người con Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Thì như vậy trong bốn vị này nó có cái gì quan trọng, chúng ta phải nghe hiểu cho kỹ. Bởi vì trong đây chúng ta nên biết rõ rằng cái phẩm này là phá cái thức ấm. Thức ấm là cái phần chót của năm ấm. Phá được thức ấm rồi thì qua khỏi được cửu địa và thập địa Bồ Tát. Như vậy thì qua đây rồi lên đẳng giác là thành Phật, diệu giác là Phật. Như vậy thì chúng ta thấy cái phẩm này là cái phẩm chót của mười địa Bồ Tát. Mà muốn phá được cái thức ấm thì quý vị nhớ, thức ấm trong nhà Phật nói nó không phải là cái thức thông thường mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà thức đây là chỉ cho cái tàn thức. Cái tàn thức là cái thức rất là sâu kín, nó là cái kho chứa đựng tất cả chủng tử thiện ác. Mà nếu chuyển hết chủng tử thiện ác thì nó trở thành Như Lai tàng, tức là thành Phật, là kho Như Lai đó. Như vậy cho nên ở đây biểu trưng qua hình ảnh nhà vua, phu nhân và hai người con Tịnh Tạng biểu trưng cho cái ý thức, rồi Tịnh Nhãn là biểu trưng cho tiền ngũ thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, còn Tịnh Đức phu nhân là biểu trưng cho cái thức thứ bảy, còn nhà vua là biểu trưng cho cái thức thứ tám. Bởi vì khi tu thì đầu tiên là từ cái ý thức chúng ta nhận hiểu được chánh pháp rồi mới khởi sự tu hành. Như vậy thì Tịnh Tạng là cái người đầu để mà mở màn cho sự tu hành. Nhưng mà nhờ Tịnh Tạng, tức là nhờ cái ý thức nhận định đạo lý rồi, chuyển năm thức trước trở thành thanh tịnh, thì đó Tịnh Nhãn. Tịnh Nhãn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á. Thì như vậy thì Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn là cái bước đầu của sự tu. Từ cái ý thanh tịnh cho nên năm căn, năm thức trước cũng thanh tịnh, rồi từ năm thức trước thanh tịnh cho nên cái thức thứ bảy cũng thanh tịnh, tức là phu nhân được hướng về đạo. Còn cái thức thứ tám thì nó chứa cả chủng tử thiện và chủng tử ác. Bởi vậy cho nên phải khéo quân tu, do cái năm thứ trước và cái thức thứ sáu quân tu đầy đủ công đức rồi thì mới chuyển cái thức thứ tám được. Như vậy thức thứ tám khi chuyển thì nó liền được kết quả chấn thành Phật. Cho nên quý vị đọc thấy đoạn sau lẽ ra ngài Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn là thiện tri thức dẫn đường thì phải được Phật thọ ký thành Phật trước, còn vua Trang Nghiêm là người được dẫn tới sau,
thì lẽ ra phải được thọ ký sao? Nhưng ngược lại, Phật thọ ký thì thọ ký vô diệu trang nghiêm, còn những vị kia thì chỉ nói đó là Bồ Tát thôi. Thì như vậy để chúng ta thấy, nghĩa là cái thức thứ 8 mà trở thành ra được giác ngộ viên mãn là thức thứ 8, còn mấy thứ kia chỉ là cái diệu dụng để xoay chuyển thôi, chứ còn thành Phật là cái thức thứ 8 thành. Bởi vậy cho nên khi mà loại hết chủng tử thiện ác rồi thì lúc đó thành ra một cái kho thanh tịnh trong sạch, đó gọi là Như Lai tàng. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tàng thức này là cái thức mà ở trong 12 nhân duyên chúng ta học đó. 12 nhân duyên là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Bởi vì khi mà thức này là chưa có thân, rồi thức mới tới danh sắc. Danh sắc tức là lúc đó mới có bào thai, rồi danh sắc mới có lục nhập, từ lục nhập đó mới có thức vân vân phân biệt. Thì như vậy thì mới thấy cái thức đi đến thọ sanh đó, đó là cái thức thứ 8, nó mang cái chủng tử đời quá khứ mà đi vào trong cái đời hiện tại. Vì vậy cho nên nó là tất cả cái tội nghiệp thiện ác gì nó cũng chứa chấp hết, cho nên chuyển được nó thì nó thành Phật. Còn dầu cho mấy thứ kia có biết tu mà không chuyển nổi nó thì cũng chưa được thành Phật. Cho nên trong duy thuyết học thường nói thức thứ 8 đi thì đi sau, đến thì đến trước. Cho nên nói rằng nó là cái gốc làm chủ. Cho nên trong duy thuyết học gọi là khứ hậu lai tiên tác chủ ông đó, đi thì đi sau, đến thì đến trước, mà nó là ông chủ, cho nên đây gọi nó là vua. Thì như vậy đó là để hiểu rõ cái ý nghĩa biểu trưng của cái phần này. Rồi sau thì quý vị sẽ thấy ở sau. Lúc đó Đức Phật kia vì muốn dẫn dắt vô diệu trang nghiêm cùng thương tưởng hàng chúng sanh nên nói kinh pháp qua này. Bấy giờ Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn hai người con đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: mong mẹ đến nơi chỗ Đức Phật Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, chúng con cũng sẽ theo hầu, gần gũi cúng dường lễ lại. Vì sao? Vì Đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời người mà nói kinh pháp hoa nên phải nghe và tin nhận. Mẹ bảo con rằng cha con tin theo ngoại đạo, rất ham pháp Bà La Môn, các con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn chắp tay thưa mẹ: chúng con là pháp vương tử mà lại sanh vào nhà tà kiến này. Mẹ bảo con rằng các con nên thương tưởng cha các con, mà vì đó hiện phép thành thân biến quá. Nếu cha con được thấy lòng ác thanh tịnh, hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật. Thì qua cái đoạn này quý vị thấy nó hiện ra một cái rõ ràng về cái hình ảnh biểu trưng đó. Vì Đức Phật trong thời này là Ngài giảng kinh pháp hoa, Ngài giảng kinh pháp hoa cho là để muốn độ nhà vua cùng chúng sinh trong lúc đó. Thì hai anh em Ngài Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn xin phép mẹ để đi qua, rủ mẹ đi qua đó nghe kinh. Rồi mẹ khuyên con nên mời nhà vua đi. Thì hai người con mới than rằng mình là pháp vương tử, tức là con trong nhà đạo Phật, mà lại sanh trong cái gia đình cha theo đạo Bà La Môn. Thì như vậy quý vị thấy tại sao nhà vua lại theo đạo Bà La Môn? Bởi vì người cha là để nói cho tàn thức, mà tàn thức thì nó chứa chấp những chủng tử cũ. Ở thời Đức Phật thì Ấn Độ đã có đạo Bà La Môn trước rồi, cho nên cái chủng tử đó nó có sẵn. Bây giờ muốn chuyển là phải khó khăn, phải đủ diệu dụng chuyển mới được. Vì vậy mà mẹ mới khuyên các con nên dùng cái phép thần thông để mà chuyển cái tâm ý người cha.
Lúc ấy hai người con thương cha, nên bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la. Hiện các món thần biến ở trong hư không, đi đứng ngồi nằm, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không, rồi lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn, ở trong hư không ẩn mất, bỗng nhiên hiện trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, hiện các món thần biến như thế, làm cho vua cha lòng thanh tịnh tinh hiểu. Bấy giờ cha thấy con có sức thành như thế, lòng rất vui mừng, được chưa từng có, chắp tay hướng về phía con mà nói rằng: thầy các con là ai, con là đệ tử của ai? Hai người con thưa rằng: đại vương, Đức Vân Lôi Tú Vương, Lôi Âm Tú Vương Qua Trí Phật kia nay đương ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng 7 báo, ở trong tất cả chúng trời người thế gian rộng nói kinh pháp hoa, đó là thầy chúng con là đệ tử. Đó là một đoạn để quý vị thấy cái khéo của người con là vận dụng thần thông, thì đây nói là thần thông. Còn nếu bình thường chúng ta tu là do cái ý thức nhanh nhẹn, cho nên nó nhận ra được cái lẽ tà chánh, biết được cái chân cái ngụy, do đó mà chuyển hóa từ cái ý thức mê nhiễm trở thành cái ý thức trong sạch, rồi từ ý thức trong sạch cho nên mới có những cái diệu dụng để mà quân trở lại tất cả những cái chủng tử thiện vào ở trong cái thức A Lại Gia. Do đó cho nên cái thức A Lại Gia nó lần lần nó chuyển theo, thì như vậy thì cái công quân đó là do cái thức thứ 6 và 5 thức ở trước nó tiếp xúc ở bên ngoài và nó quân tất cả những cái điều hay điều tốt ở vào, cho nên nó mới có cái khả năng, có cái công dụng hướng cái thức thứ 8 trở thành thanh tịnh. Thì đây nó hiện thần thông để cho vua cha tin rồi cùng hiểu và dẫn đi đến chỗ Đức Phật. Cha nói với con rằng: ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con, nên cùng nhau đồng đi. Khi đó hai người con từ trong hư không xuống đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: phụ vương nay đã tin hiểu, có thể khai phát được tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng con đã vì cha làm Phật sự rồi, mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ Đức Phật kia mà xuất gia tu hành Phật đạo. Lúc đó hai người con muốn tuyên lại ý mình, nói kệ thưa rằng: mong mẹ cho các con xuất gia làm sa môn, các Phật rất khó gặp, chúng con theo Phật Phật học như Hoa Ưu Đàm Bát, gặp Phật lại khó hơn, khỏi các nạn cũng khó, mong cho các con xuất gia. Mẹ liền bảo con rằng: cho các con xuất gia, vì sao? Vì Phật khó gặp vậy. Sau khi chuyển được vua cha thì hai người con đồng sinh xuất gia, vì đã làm tròn được một cái bổn phận để hướng dẫn người cha mình trở về với chánh pháp rồi, cho nên hai người con này phải tiến thêm một bước nữa, tức là xuất gia hành đạo. Đó thì chúng ta thấy rõ, đó là khi mà cái ý thức và 5 thức trước nó đã chuyển được cái thức thứ 8 thì 5 thức trước nó biến thành nó hoàn toàn thanh tịnh. Rồi từ thanh tịnh đó cho nên nó mới chuyển cho tất cả cái thức, nó biến thành ra cái trí. Thì cái trí đó thì ở đoạn sau thì giải thích. Bây giờ hai người con thưa với cha mẹ rằng: làm thay cha mẹ, xin liền qua đến chỗ Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Qua Trí Phật để gần gũi cúng dường. Vì sao? Vì Phật khó được gặp như qua linh thoại, lại như rùa một mắt gặp bọng cây nổi, mà chúng ta do phước đời trước sâu dày, sanh đời này gặp Phật pháp, xin cha mẹ cho nên cho chúng con được xuất gia.
Vì sao? Vì các Đức Phật khó gặp được, thời kỳ gặp Phật cũng khó có. Thì đoạn này lặp lại lần nữa, hai người con sinh xuất gia, lý do gì mà sinh xuất gia? Nói vì gặp Phật là khó, chính gặp cái thời kỳ Phật ra đời cũng là khó, cho nên được cái thời cơ và được gặp Phật thì chúng ta nên phải đi theo con đường của Phật để chống thoát sinh tử. Đó là ý sinh xuất gia của các ngài. Lúc đó nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người thả đều có thể khâm thọ trì kinh Pháp Hoa này. Tịnh Nhãn Bồ Tát từ lâu đã thông đạt nơi Pháp Hoa Tam Muội. Tịnh Tạng Bồ Tát đã từ vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp thông đạt môn ly chư ác thú tam muội, vì muốn làm cho tất cả chúng sanh lìa các đường dữ vậy. Phu nhân của vua được môn chư tập chư Phật tập tam muội, hay biết được tạng pháp bí mật của Đức Phật, của các Đức Phật. Hai người con dùng sức phương tiện khéo quá độ vua cha như thế, khiến cho lòng cha tin hiểu ưa mến Phật pháp. Ở đây thì quý vị thấy thêm, nhà vua đi đâu thì liền có cả 84.000 những người ở trong hậu cung đi theo. Thì như vậy để thấy rằng vì cái tàn thức là cái kho chứa bao nhiêu chủng tử, cho nên cái tàn thức mà chuyển thì chủng tử theo đó nó chuyển hết. Cho nên nói rằng những người đó đều thọ trì kinh Pháp Hoa hết á. Rồi bây giờ nói hai cái tam muội của hai người con, Tịnh Nhãn thì được Pháp Hoa tam muội, Tịnh Tạng thì được ly chư ác thú tam muội. Bởi vì Pháp Hoa tam muội là chỉ cho tri kiến Phật, cho nên tri kiến Phật nó đâu có tách rời mắt tai mũi lưỡi thân ý. Vì vậy cho nên ngay nơi cái mắt tai mũi lưỡi thân nó đã hiện ra cái tri kiến Phật rồi, cho nên nó được Pháp Hoa tam muội. Còn Tịnh Tạng thì được cái ly chư ác thú tam muội, tức là từ cái ý thuyết mà đã chuyển đổi không tạo các cái nghiệp ác thì nó chuyển thành ra cái tam muội, tức là cái chánh định lìa các đường ác. Như vậy thì dẫn đi trong đường ác cũng là cái ý, mà xa lìa tất cả đường ác cũng là cái ý. Như vậy cho nên Bồ Tát Tịnh Tạng này là người đã được cái ly chư ác thú tam muội. Còn bà phu nhân thì nó được chư Phật tập tam muội, tức là những cái chánh định mà do chư Phật nhóm họp đó thì bà đều được hết. Nói cái đoạn này thì quý vị thấy chia ra bốn, một là một nhóm của năm thức trước, kế đó là cái ý thức, rồi kế đó nữa là cái thức thứ bảy, sau chót là thức thứ tám, tức là chia làm ra bốn nhóm. Mà bốn nhóm đó đó thì quý vị thấy rõ ràng, đầu tiên là cái ý thức làm chủ, nó tạo nghiệp và nó chuyển nghiệp. Còn mấy cái thuyết kia thì có cái công dụng đi theo sau thôi. Mà nhất là bà Tịnh và phu nhân Tịnh Đức này thì không có cái công gì hết, chỉ có chứa được những cái gì của chư Phật, thì giống hệt như trong chuyện Tam Tạng đó, quý vị thấy không? Người con Tịnh Nhãn là như là ngài Trư Bát Giới, rồi Tịnh Tạng là giống như ông Tề Thiên, còn bà Tịnh Đức nè là giống như ngài Sa Tăng quải hành lý vậy thôi, cái gì của chư Phật thì quải hết, bảo vệ gánh quải. Rồi còn cái người chót đó là ông vua, đó là để chỉ cho ông Tam Tạng, phải không? Ông không có khéo, ông không có sáng suốt mấy, nhưng mà ông là chủ. Thì mấy người kia khôn ngoan gì rồi cũng phải phục ông nè, cũng phải là tuân lệnh ông, chứ không có ai mà qua mặt ông được. Như vậy thì tuy mới nhìn người ta thấy như ngài không có được sáng suốt, không có được tài ba,
giống như là Tề Thiên này chẳng hạn, nhưng mà chính Ngài là cái người trụ trì đạt được kết quả tu hành, nó cũng là Ngài, chứ mấy vị kia không làm gì hết, Ngài chỉ giúp cho Ngài thôi, chứ không bản thân không được kết quả như Ngài. Thì như vậy thì mình mới thấy rõ cái ý của đoạn này đưa chúng ta thấy như là cái trọng tâm tu mình là chuyển cái ý thức thành cái diệu quan sát trí, thì năm thức trước biến thành ra thành sở tác trí, rồi cái thất thức tức là cái ý căn đó nó chuyển thành bình đẳng thánh trí, rồi sau cái chuyển được cái thức thứ tám thành ra đại viên cảnh trí, thì như vậy tám thức chuyển thành tứ trí là bốn nhóm rõ ràng như vậy đó. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc, Tịnh Đức Phu Nhân cùng chung với thực thể nữ quyến thuộc nơi hậu cung, hai người con của vua cùng chung với 42,000 người đồng một lúc đi qua chỗ Phật, đến rồi đầu mặt lại chân Phật, đi quanh Phật ba vòng rồi đứng qua một phía. Lúc đó Đức Phật kia vì vua nói pháp chỉ dạy làm cho được lợi ích vui mừng, vua rất vui đẹp. Bấy giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi chân châu giá trị 100,000 đeo nơi cổ để rải trên Đức Phật. Chuỗi đó ở giữa hư không hóa thành đài báo 4 trụ, trong đài có giường báo lớn trải 100,000 muôn thiên y, trên đó có Đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn. Như vậy thì quý vị thấy nhà vua mới gặp Phật lần đầu rồi phát tâm cúng dường, thì cái đồ cúng dường của Phật của nhà vua lại biến thành ra cái đài báo 4 trụ, rồi trên đài báo liền thấy có giường báo, rồi có thiên y, rồi có Phật ngồi trên phóng hào quang. Thì thấy như vậy Ngài vừa chuyển thì thấy có Phật tới liền, phải không? Tức là vừa khởi cái tâm cúng dường Phật thì liền thấy có Phật hiện ra. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ rằng thân Phật tốt đẹp duyên lạ ít có, thành tựu sắc thân vi diệu thứ nhất. Bây giờ Đức Văn Lôi Âm Tú Vương qua trí Phật bảo vấn chúng rằng: các người thấy vua Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng? Vị vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo xuyên rồng tu tập các món trợ Phật đạo, Phật đạo pháp sẽ được làm Phật hiệu là Ta La Thọ Vương, nước tên Đại Quang, kiếp tên Đại Cao Vương. Đức Ta La Thọ Vương Phật có vô lượng chúng Bồ Tát và vô lượng thanh văn, nước đã bằng thẳng công đức như thế. Thì quý vị thấy mới cúng dường thì liền được Phật thọ ký, phải không? Thì như vậy đó là cái ý nghĩa rõ ràng. Còn hai người con và bà phu nhân phát tâm trước mà chưa nghe Phật thọ ký, như vậy thì đã rõ cái ý nghĩa biểu trưng cho cái tàn thức. Khi chuyển thì từ mê nó liền thành ngộ, từ nhiễm ô liền trở thành nó thanh tịnh. Thì cái đó là cái nhân của thành Phật, chứ còn mấy cái thức kia thì không có đủ tư cách để thành Phật. Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em, rồi cùng phu nhân hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành đạo hạnh. Vua xuất gia rồi trong 84,000 năm thường xuyên tinh tấn tu hành kinh diệu pháp liên hoa. Qua sau lúc đó lúc đây được môn nhất thiết tịnh công đức Trang Nghiêm Tam Muội, liền bay lên hư không cao 7 cây đa la mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng sức thành thông biến hóa xoay tâm tà của con, làm cho con được an trụ trong Phật pháp, được thấy Thế Tôn, hai người con này là thiện trí thức của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước lợi ích cho con nên đến sanh vào nhà con. Lúc đó Đức Văn Lôi Âm Tú Vương qua trí Phật bảo vua Diệu Trang Nghiêm rằng: đúng thế, đúng thế, như lời ông nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trong cõi lành thì đời đời được gặp thiện tri thức, vị thiện tri thức hay làm Phật sự, chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, khiến vào đạo vô thượng chính đẳng chính giác.